Nhìn chung năm 2016, bộ phận bảo vệ, bộ phận an ninh và dân bay đã tập trung vào những cái mục tiêu. Thứ nhất là đảm bảo cái tài sản, thứ hai nữa là về con người, về an ninh trật tự khu vực trong bộ phận quản lý, và thường xuyên nâng cao cái kỹ năng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, tập duyệt cho nhân viên để nắm bắt được khi tình huống xảy ra. Năm 2017 thì bộ phận cũng sẽ thực hiện những cái chỉ tiêu là nâng cao cái nghiệp vụ và cái trách nhiệm của nhân viên, nâng cao những cái chuyên nghiệp để phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh trong khu vực. Bước sang năm 2017, một năm mới, thì tôi xin gửi lời chúc đến ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và đạt được nhiều những cái thành quả.